Tiến Bình Dương chào tất cả anh em thợ máy trên toàn quốc nha. Hôm nay thì tiện thể đây là có chiếc Suzuki này. Thì Tiến xin làm cái clip này để giải đáp cho một số anh em mà đã và đang dùng máy đọc lỗi. Máy nào cũng vậy luôn nha, chứ không riêng gì máy mắt tun đâu ạ. Thì Tiến cũng phân phối rất là nhiều máy chẩn đoán lỗi rồi. Đó, cũng phân phối rất là nhiều rồi. Và cũng có rất nhiều anh em gọi điện hỏi là cái cách kết nối máy chẩn đoán cho dòng xe Suzuki Rider Sachia như thế nào. Thì hôm nay Tiến cũng giải thích cho anh em luôn. Anh em để ý cho Tiến nha. Hiện tại thì cái con xe Suzuki Việt Nam giống như là Suzuki Rider Sachia và Suzuki Viva nói chung, hoặc là xe Suzuki Hayate luôn. Đó, tất cả những dòng Suzuki nói chung nha. Thì bản chất của nó, cái con eSEM của nó không có cái hỗ trợ nha, không có cái đường hỗ trợ CarLife để mà kết nối với eSEM. Chính vì thế mà chúng ta khi chúng ta nhìn trên dòng xe Rider Sachia thì anh em quan sát là cái giắc chẩn đoán lỗi của họ của Su á, Su Rider Sachia á, thì nó chỉ có hai dây thôi. Đó là dây đen trắng với lại dây trắng đỏ. Anh em nhớ nha, đối với dòng xe Suzuki Rider Sachia hoặc là những dòng Suzuki Việt Nam nói chung thì nó chỉ có cái giắc chẩn đoán của nó chỉ có hai dây thôi, tức là dây trắng đỏ và dây trắng đen. Thì hai cái đầu dây này chính là để hỗ trợ anh em kết nối test lỗi thủ công chứ không hỗ trợ anh em sử dụng máy chẩn đoán. Rồi, còn riêng dòng Suzuki trước mặt mình đây, đây là con Suzuki này, là con Suzuki GSX khóa chìa. Đấy, ngoài ra thì nó còn một loại khóa thông minh nữa. Thì anh em sẽ để ý là gì? Trên dòng xe này thì ở ngay khu vực bình ác quy đây, cái giắc chẩn đoán của nó nằm ở trong cái nắp cao su này. Thì anh em rút ra. Ở đây anh em quan sát này, tại cái giắc chẩn đoán của xe thì nó có 4 sợi dây điện. Như vậy thì chứng tỏ là chiếc xe này hoàn toàn có hỗ trợ vừa kết nối lỗi thủ công vừa chẩn đoán lỗi bằng máy, giống y như bên Honda. Được không ạ? Rồi, thì ở đây chúng ta thấy cái giắc này 6 dây sử dụng 4 dây đúng không ạ? Ở đây mình đọc luôn màu dây nhá, mình không đọc thứ tự, mình sẽ đọc màu dây. Trắng đen thì nó chính là dây mát, tức là mát tổng đấy, mát sườn. Trắng đỏ chính là dây kết nối với eSEM để chúng ta test lỗi thủ công. Còn dây cam đen chính là dây nguồn sau điện, nguồn sau nguồn khóa, nguồn 12V sau khóa. Tức rằng là để khi chúng ta on chìa khóa lên thì cái giắc này chúng ta cắm máy chẩn đoán vào thì nó sẽ cấp nguồn trực tiếp cho máy chẩn đoán luôn. Cho nên cái dây cam đen này sẽ sử dụng cho cái việc cấp nguồn cho máy. Vậy dây còn lại là dây cam xanh biển, chính là dây kết nối CarLife, hay chúng ta gọi là dây chẩn đoán đó, là dây CarLife. Tức là dây này sẽ liên lạc với eSEM, giữa máy với eSEM sẽ liên lạc với nhau thông qua sợi dây này. Vậy thì ở đây hôm nay anh em để ý đây, hôm nay thì mình test trên con máy mắt tun 2. Thì anh em lưu ý này, khi mà anh em chuẩn bị anh em sắm con máy mắt tun ấy, hoặc là bất kỳ máy nào ngoài thị trường cũng vậy, thì hiện tại á chỉ có những cái máy Trung Quốc ấy thì nó mới có cái giắc cắm sẵn nha, anh em hiểu không ạ? Giắc cắm sẵn để chúng ta kết nối vào 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 đầu giắc trên xe này thôi. Còn đối với những máy mắt tun Việt Nam hoặc là một số cái máy Việt Nam thì khi mà anh em mua máy, bậy rồi, khi mà anh em mua máy thì cái sợi cáp này chính là sợi cáp để chúng ta kết nối cho hãng SYM, và cái dây rời đây này thì gọi là dây CarLife rời. Hiện tại thì bên Auto Shop, bên Mattoon này không sản xuất cái giắc cắm, không sản xuất giắc cắm trực tiếp vì lý do là xe nó có ít, cho nên chúng ta cũng không 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 sử dụng giắc cắm trực tiếp mà sẽ sử dụng sợi dây cắm đơn kiểu này. Như vậy thì cái việc của anh em á, là bây giờ anh em sẽ đây, cái giắc này là của Yamaha. Rồi em rút cái này ra, rút này ra, rút, rút, bấm 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 rồi thì đầu này chính là đầu cáp chính của máy đọc lỗi. Em rút luôn cái cáp nguồn nào, cáp nguồn nào. Đúng rồi. Rồi vậy thì ở cái máy chẩn đoán của chúng ta sẽ có cái sợi cáp chính này. Đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta muốn kết nối cái máy với xe thì anh em sử dụng cái cáp này là cáp của SOEM với lại của Suzuki là dùng chung. Thế thì bây giờ chúng ta cũng thấy rằng là gì ạ? Anh em sẽ không thể cắm vào đây trực tiếp bằng giắc được, thì anh em sẽ cắm bằng dây đơn. Rồi, lúc này mình cắm cái đầu này vào máy. Cắm vào máy cho anh. Rồi. Vậy thì ở đây chúng ta đã có được đầu dây CarLife, rồi em cắm vào cái dây cam xanh biển. Đẩy xuống, đẩy đẩy cái chắc bó này ra. Cam xanh biển đúng rồi.
Đó. Thì mục đích của chúng ta ấy, là chúng ta đang kết nối Kalai này, là chúng ta đang cho máy với lại xe, với ECM, máy với ECM là liên lạc với nhau thông qua dây Kalai. Thì lúc này chắc chắn rồi. Lúc này thì chắc chắn một điều là gì ạ? Máy không thể không có điện được, đúng không ạ? Thì chính vì thế mà chúng ta cần phải có thêm một dây cấp nguồn. Dây cấp nguồn này thì trong máy nào cũng có anh em nhé. Em mở cho anh cắn. Máy cấp nguồn thì máy nào cũng có. Rồi, lúc này anh em sẽ cắm vào cái chui cắm của máy đây cũng được, mà cắm ở đuôi máy cũng được nha. Cắm ở đuôi máy đây cũng được, tùy anh em muốn cắm đâu thì cắm. Mình cắm vào đây. Rồi, thì lúc này anh em nhớ cho mình nha, cố gắng quan sát kỹ ở đây bốn màu dây này. Anh em nhớ cho mình là đen trắng là mát nha, trắng đỏ là dây thủ công này, cam đen là dây nguồn 12V này, và dây cam xanh biển là dây Kalai. Thì việc của anh em là cắm vào dây Kalai như thế này nhá, kết nối Kalai như thế này. Được không ạ? Rồi, sau đó là anh em sẽ on chìa khóa lên, tức là bật chìa khóa lên nha. Rồi, bây giờ anh em có thể đọc lỗi, xóa lỗi được nha. Chúng ta cũng chọn vào giống như chúng ta kết nối trên Honda thôi. Honda, động cơ Yamaha Honda đấy, chúng ta kết nối như các hãng bình thường thôi, không có gì đặc biệt hết ha. Rồi, mình vô Suzuki này. Rồi, trong này chúng ta sẽ chọn là chẩn đoán DLC. Còn đối với những cái chức năng đọc mã lỗi này, qua đèn FI này, xóa mã lỗi qua đèn FI, đọc mã lỗi qua DLC và xóa mã lỗi qua DLC, thì đây là những cái chức năng thủ công là máy nó đang hướng dẫn mình thao tác thôi nha. Máy nó hướng dẫn chúng ta cách thao tác thôi, chứ cái này nó không hỗ trợ anh em nha. Còn chúng ta muốn kết nối vào trực tiếp bộ nhớ của ECM này thì chúng ta nên chọn là chẩn đoán DLC. Thì ở đây chúng ta sẽ có các mục gồm đọc lỗi hiện tại, xóa mã lỗi và dữ liệu động cơ. Thì chắc chắn rồi, xe này mình đang không có lỗi thì chắc chắn mình đọc không có lỗi ha. Còn đối với cái này thì đây không phải là lỗi anh em ha, mà đây là do là cái chương trình đọc nó có một số cái sai, thì cái này không gọi là mã lỗi anh em nha, không được gọi là mã lỗi đâu. Rồi. Và chúng ta muốn xóa lỗi thì chọn vào xóa lỗi. Còn bây giờ mình muốn phân tích dữ liệu động cơ thì mình chọn vào dữ liệu động cơ. Thì ở đây dữ liệu động cơ này nó cũng tương tự bên hãng Honda thôi. Việc của anh em là test thông số giống như các hãng khác thôi, Honda, Yamaha đều giống nhau. Đối với Suzuki chúng ta chỉ cần để ý ở đây, để ý hai cái thông số. Thông số thứ nhất đó là vị trí bơm ga. Thì anh em để ý là cái thông số này là hãng Suzuki mặc định nha, mặc định là 17 độ nha. Khi chưa kéo ga mặc định là 17 độ anh em nhá. Dao động cho phép từ 16 đến 17 độ, đó là mặc định. Thì cái này là bình thường nha, không có bệnh gì hết, không phải bất thường đâu ha. Như bên Honda thì anh em thấy nó là 0,0 độ đúng không ạ? Nhưng mà bên Suzuki thì nó là 17 độ nha. Cái này là bình thường, không gì hết. Như cảm biến O2 của bên thằng Honda thì anh em cũng thấy là giá trị của nó là nó tính bằng milivolt. Còn bên Suzuki thì nó sẽ tính bằng volt chứ không tính bằng milivolt. Thì lúc này chúng ta nổ máy lên thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó sẽ hoạt động cũng giống dương như Honda thôi ha. Khi nó hoạt động là nó giống nhau hết, nguyên tắc giống chung. Được không ạ? Nguyên tắc là khi hoạt động giống chung. Còn cảm biến áp suất này là 0 kPa. Thì cái nguyên tắc này cũng vậy, nó lại giống hãng Yamaha, có nghĩa là khi chúng ta nổ máy lên thì nó mới hoạt động, còn bình thường nó không hoạt động ha. Rồi, và tốc độ garanti chuẩn 1,5 này, IACV cũng tương tự giống bên các hãng Honda và Yamaha ha. Tức là máy nổ lên thì số bước sẽ tăng hoặc giảm tùy theo cái tình trạng thực tế của động cơ ha. Góc đánh nửa cũng vậy, nổ máy nó mới thay đổi. Số bước ban đầu thì nó đang là, cái này không tính ha, cái này là mặc định ban đầu bây giờ thôi. Và đây là chúng ta test được công tắc côn này, test được giờ le khởi động, test được công tắc số mo. Xe này không có cảm biến góc nghiêng thì nó sẽ báo on à, off nha, không có cảm biến góc nghiêng. Rồi, ok anh em ha. Đó, thì đây là một số cái thông số lưu ý thì mình muốn chia sẻ đến anh em để anh em biết cách chúng ta làm. Và mình xin đính chính và nhắc lại một lần nữa nha. Đó là xe Suzuki Việt Nam nói riêng hoặc là Suzuki mà những dòng đời trước nói chung đi, thì không thể kết nối bằng máy vì lý do là ECM không hỗ trợ. Còn những xe Suzuki sau này như GSX, Smart K hoặc là GSX khóa thường thì chúng ta cứ nhìn vào cái rắc này, kể cả xe mô tô cũng vậy, cứ nhìn vào cái rắc chẩn đoán, nó có từ 4 giây thì nó có hỗ trợ đọc lỗi bằng máy và đọc lỗi thủ công luôn anh em ha. Rồi, clip này Tiến xin tạm dừng tại đây, xin chào và hẹn gặp lại anh em. À quên nữa, nếu trong trường hợp anh em không có cái rắc này, anh em cũng có thể chế cái rắc này của hãng Yamaha vô cũng được nha. Anh em chỉ cần mượn cái dây Kalai này màu xanh, của bên Yamaha này này. Đó, sau đó anh em cắm vào kết nối như bình thường. Đây, mượn dây Kalai nha, màu xanh. Đây, cả nhà nhìn đây ạ, cắm đấy. Đó, nhớ nha, chúng ta có thể chế, hoàn toàn có thể chế nha. Mượn dây Kalai màu xanh của hãng Yamaha để chúng ta kết nối cũng được anh em ha.
Rồi, Tiến xin tạm dừng tại clip tại đây.